Bây giờ chúng ta học bài thứ 13, nghề nghiệp. 现在我们来学第13课, 职业. Các câu thường dùng. 常用语句. Hiện nay bác làm gì? Hiện nay bác làm gì? Tôi là giáo sư của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tôi là giáo sư của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thế thì chúng ta là đồng nghiệp. Thế thì chúng ta là đồng nghiệp. Anh làm nghề sửa xe đã lâu chưa? Anh làm nghề sửa xe đã lâu chưa? Cô có đánh được tiếng Việt không? Cô có đánh được tiếng Việt không? 在这里, đánh 这个词, 本来的意思是打, 但事实上它是 đánh máy 这个词的省略的说法, 就是说是打字. Mẹ tôi đã về hưu rồi. Mẹ tôi đã về hưu rồi. Thưa sếp, tôi có hai đề ý thế này. Thưa sếp, tôi có hai đề ý thế này. An cư thì mới lạc nghiệp. An cư thì mới lạc nghiệp. Bơi trong xã hội khổ ơi là khổ. Bơi trong xã hội khổ ơi là khổ. Người xin việc phải viết đơn. Người xin việc phải viết đơn. Hội thoại tình huống. 场景绘画. Này anh làm nghề sửa xe đã lâu chưa? Hơn 2 năm rồi. Công việc của anh có vất vả không? Khi bắt đầu làm vất vả lắm, nay đã quen rồi. Xin hỏi, anh đang làm nghề gì? Tôi là viên chức của một công ty máy vi tính. Thế chắc anh rất thành thạo máy vi tính. Chỉ biết một chút thôi, vì tôi là nhân viên tiếp thị. Tôi thấy muốn thực hiện mơ ước của mình, không còn con đường nào khác là phải học, học càng nhiều càng tốt. Tôi muốn trở thành một người phiên dịch giỏi. Còn tôi muốn trở thành một nhà ngoại thương giỏi tiếng Việt. Vì thế, ngoài tiếng Việt, tôi còn phải học thêm kinh tế ngoại thương. Tôi chỉ cần nói thạo tiếng Trung Quốc để đưa nhiều đoàn du lịch Việt Nam sang Trung Quốc tham quan và đón nhiều bạn Trung Quốc sang thăm Việt Nam, làm cho giao lưu văn hóa giữa hai nước ngày càng được mở rộng. Vậy là chúng ta mỗi người một ước mơ, chỉ cần tự sắp xếp, phấn đấu là ước mơ của ta sẽ thực hiện được. Từ mới. Sinh từ. Giáo sư. Giáo sư. 在这里稍微说明一下, 劳斯这个词它是汉语的教师这两个音，但是它的意思是教授，所以一定不要把劳斯理解为教师，它是教授，表示一个职称的意思。đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Nghề. Nghề. Về hưu. Về hưu. Sếp. Sếp. Đề ý. Đề ý. An cư. An cư. Lạc nghiệp. Lạc nghiệp. Bơi. Bơi. Xã hội. Xã hội. Khổ. Khổ. Đơn. Đơn. Vất vả. Vất vả. Viên chức. Viên chức. Công ty. Công ty. Máy vi tính. Máy vi tính. Thành thạo. Thành thạo. Nhân viên. Nhân viên. Tiếp thị. Tiếp thị. Mơ ước. Mơ ước. Mơ ước 这个词 也可以反过来 ước mơ 两个词意思是完全一样的. Càng. Càng. Phiên dịch. Phiên dịch. Ngoại thương. Ngoại thương. Kinh tế. Kinh tế. Đưa. Đưa. Đoàn. Đoàn. Du lịch. Du lịch. Tham quan.
Tham quan. Đón. Đón. Giao lưu. Giao lưu. Văn hóa. Văn hóa. Mở rộng. Mở rộng. Sắp xếp. Sắp xếp. Phấn đấu. Phấn đấu. 在这里我们有一些补充词汇是有关各种职业的说法，需要大家掌握一下。 Bộ đội. Bộ đội. Công nhân. Công nhân. Nhà báo. Nhà báo. Cô phục vụ. Cô phục vụ. Anh phục vụ. Anh phục vụ. Cô bán hàng. Cô bán hàng. Anh bán hàng. Anh bán hàng. Nhà thơ. Nhà thơ. Hiệu trưởng. Hiệu trưởng. Giảng viên. Giảng viên. Thạc sĩ. Thạc sĩ. Phó tiến sĩ. Phó tiến sĩ. 稍微说明一下, thạc sĩ 是在咱们中国的学历当中的硕士学位, 而佛典系是越南的一种学历学位, 它这个是副博士, 跟苏联以前的学制有关, 它这个副博士相当于比咱们硕士高一点, 但是比博士低一点点, 但绝对不是咱们汉语的中国的硕士, 这个大家需要注意区别。 Nhà buôn. Nhà buôn. Thương nhân. Thương nhân. 在这个词当中商人, 一般thương nhân用的不是太多。 Nhà doanh nghiệp. Nhà doanh nghiệp. Kỹ sư. Kỹ sư. Bác sĩ. Bác sĩ. Cán bộ. Cán bộ. Nông dân. Nông dân. Người phục vụ. Người phục vụ. Người bán hàng. Người bán hàng. Nhà văn. Nhà văn. Nhà khoa học. Nhà khoa học. Phó giáo sư. Phó giáo sư. Sinh viên. Sinh viên. Tiến sĩ. Tiến sĩ. Phóng viên. Phóng viên. Trợ lý giám đốc. Trợ lý giám đốc. Kế toán. Kế toán. Ca sĩ. Ca sĩ. Y tá. Y tá. Luyện tập kiểu câu. 句型练习. Hiện nay anh đang làm nghề gì? Hiện nay anh đang làm nghề gì? Tôi là bác sĩ. Tôi là bác sĩ. Tôi là nhà buôn. Tôi là nhà buôn. Tôi là người hướng dẫn du lịch. Tôi là người hướng dẫn du lịch. Tôi là ca sĩ của đoàn ca múa Bông Sen thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là ca sĩ của đoàn ca múa Bông Sen thành phố Hồ Chí Minh. Công tác của chị thế nào? Công tác của chị thế nào? Vẫn thế. Vẫn thế. Bình thường. Bình thường. Vất vả lắm. Vất vả lắm. Không bận lắm. Không bận lắm. Bận ơi là bận. Bận ơi là bận. Chúng ta vừa học xong bài thứ 13, nghề nghiệp. 我们学完了第13课,职业.